Chào tất cả anh chị cô chú đã quay trở lại với máy xây dựng Thái Bảo tối ngày hôm nay. Thì hôm nay thì máy cắt gỗ Masaki lưỡi 190mm, máy lớn nó cũng về nha. Công suất con này khá là lớn nha chị nha, lên đến là 1600W. Bảo bán về con máy này khá là nhiều luôn. Đó, mức giá tối ngày hôm nay, nói chung là đợt này về Bảo thấy giá nó cũng tốt nha, bằng giá sale. Ngày trước Bảo giảm giá lúc mà sale hàng cho anh chị mình luôn. Đó, mức giá một con máy lưỡi 190 mà giá chỉ có 750.000 thôi. Đó, Bảo giới thiệu lại về phần mã máy cho anh chị mình xem nha. Đó, về công suất máy thì thương hiệu Masaki á, là một thương hiệu khá là lớn luôn, thương hiệu Nhật nè. Nhà máy thì nó vẫn lắp đặt tại Trung Quốc. Rồi tiếp tục, công suất máy là 1600W nè. Vòng tua máy chạy nhanh nhất tối đa là nó đạt đến là 5500 vòng. Đó, lưỡi 190mm quá trời lớn luôn. Rồi mã máy là MSK6106, tức là ruột con máy này khá là to nha. Đó, ruột lớn. Rồi lúc mà anh chị khui về bên trong á, anh chị nào á, ngày trước đặt hết hàng, tối ngày hôm nay đặt là có hàng lại rồi nha. Đó, bên trong sẽ có là một lưỡi chính hãng Masaki đi kèm nè. Có sẵn cái cử căn luôn nha anh chị nha. Với lại một khóa mở lưỡi. Vì con máy này á, là nó xài tiêu chuẩn của ở bên Nhật, nó xài con ốc mà lục giác luôn nha anh chị nha, không phải ốc 10 luôn. Rồi, ở bên trên máy thì cái phần mà lưỡi này nó lớn hơn bình thường một tí xíu nè. Máy vẫn có chức năng là nó khóa chốt nhanh nha anh chị nhá. Đó, nhanh này, đẩy lui đẩy tới, nâng lưỡi cao thấp luôn. Rồi tiếp tục, bên này nó sẽ có thêm một cái khóa vặn nhanh, là anh chị xoay góc 45 độ nha. Đó, mà mức giá quá trời tốt luôn. Rồi, Bảo sẽ tiến hành giới thiệu sơ về máy. Điểm đặc biệt con máy mà những con máy khác là không có là cái phần mà hút gió, anh chị thấy không? Đó, hút gió ở bên sau này luôn, mà giá quá trời rẻ luôn. Rồi, bên trên nó sẽ ghi là công ty nhập khẩu chính hãng là công ty Trường Thịnh Phát nha. Anh chị mua máy này bảo hành thì khá là nhanh luôn. Rồi, Bảo test âm thanh thôi nha. Ngày trước giờ giới thiệu cũng nhiều về con máy này lắm, anh chị đặt nhiều nha. Rồi, Bảo test thử âm thanh lúc mà chưa có lưỡi cho anh chị mình xem này. Đó, công suất rất là mạnh nên là máy chạy cực kỳ đà nha, xuống tua này đầm máy dữ lắm. Rồi, bên trên tay cầm á thì cái phần mà su nó cũng không khác lô trước là mấy nha, y chang à. Đó, không khác luôn. Công tắc thì sẽ có khóa công tắc nha. Đó, anh chị bóp vào như này, khóa lại là xong. Rồi, Bảo test thực tế cho anh chị xem luôn nè. Đó, để ghim lại cái ổ điện cái đã nha anh chị nha. Rồi, muốn bóp công tắc á, là phải đè cái này vào trước. Đó, bình thường đè này là không được nha, đè lúc này vào. Đó, giá chỉ có 750.000 thôi. Đó, về mức độ với lại là chất lượng á thì giá tốt này, cạnh tranh cao. Rồi, 750.000 một con máy chính hãng Masaki 190mm, lưỡi lớn hơn những sản phẩm máy Bảo bán nha. Có tặng kèm lưỡi cắt gỗ đi kèm này, cử căn. Rồi thì tối ngày hôm nay Bảo review sản phẩm cắt gỗ Masaki thương hiệu Nhật mới vừa về hàng lại nha. Anh chị nào á, ngày trước đặt hết hàng, thích lưỡi to này, công suất 1600W, giá tốt trên thị trường chính hãng công ty, thì mình liên hệ cho Bảo để đặt hàng qua 3 số điện thoại trên màn hình nha. Rồi, muốn xem những clip hàng mới cũng như là hàng trưng bày, hàng thanh lý, hàng bài thì nhớ đừng quên là bấm đăng ký kênh, bấm vào nút chuông nha, để cập nhật video Bảo lên thường xuyên hàng ngày luôn. Rồi, Bảo xin kết thúc video tối ngày hôm nay tại đây.